Mẹ ơi, đây là tiền công chăn bò của con. Con trai mẹ thật là giỏi. Mẹ ơi, con muốn cưới vợ. À, con như vậy, làm gì có ai chịu lấy con? Dạ, mẹ cứ đến nhà phú ông, hỏi con gái phú ông cho con đi. Đũa mốc, sao dám chòi mắm son hả con? Lấy người nghèo đã khó, lấy con gái phú ông còn bị người ta chê cười cho. Mẹ cứ nghe lời con đi, con chắc chắn sẽ lấy được con gái phú ông. Sáng sớm mai mẹ qua đó hỏi vợ cho con đi. Người đến tìm ta có chuyện gì không? Vì sao lại mang trầu cao sang đây? Bẩm ông, hôm nay tôi đến đây là để hỏi vợ cho con trai tôi là thằng sọ dừa. Nhà các ngươi nghèo hèn, làm sao mà xứng với con gái của ta? Huống chi con của ngươi còn không ra hình người. Dạ, chỉ cần ông chịu gả con gái cho con trai tôi, ông yêu cầu sính lễ thế nào chúng tôi cũng sẽ chấp nhận. Được lắm, vậy thì về bảo thằng sọ dừa chuẩn bị một chỉnh vàng cốm, 10 tấm lụa đào, 10 con lợn béo, 10 giò rượu tâm, 3 ngày sau đem đến, ta sẽ gả con gái cho. Ông ấy đồng ý gả, nhưng phải mang được một chỉnh vàng cốm, 10 tấm lụa đào, 10 con lợn béo, 10 giò rượu tâm sang làm lễ vật. Nhà mình nghèo lắm. Thôi, không cần lấy vợ làm gì đâu con. Mẹ yên tâm, đến ngày đó con sẽ có đầy đủ lễ vật. Thưa ông, tôi mang sính lễ đúng với ông yêu cầu. Trong các con, ai muốn lấy sọ dừa? Người không ra người, ngỗm không ra ngỗm. Con không thèm. Cục thịt đó, có cho con còn dứt đi. Vậy còn ý của con thế nào? Dạ thưa, cha đặt đâu thì con xin ngồi đó. Thưa ông, nhà trai đang qua. Ngươi là ai? Dạ bẩm, con chính là sọ dừa. Xin phép cha cho con được rước vợ con về nhà. Lúc rước dâu, chẳng ai thấy sọ dừa trọc lóc xấu xí đâu. Chỉ thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Mọi người thấy vậy đều cảm thấy sửng sốt và mừng rỡ. Còn hai cô chị thì vừa tiếc lại vừa ghen tức. Trời ơi, tao nhất định phải lấy sọ dừa làm chồng. Em cũng muốn. Từ ngày ấy, vợ chồng sọ dừa sống với nhau rất hạnh phúc. Không những thế, sọ dừa còn tỏ ra rất thông minh và ngày đêm miệt mài đèn sách. Hãy dùng nó đến khi cần. Mình ơi, nghỉ ngơi một lát đi rồi học tiếp. Sắp thi cử rồi, anh phải chăm chỉ học đặng thi cử cho tốt. Vậy anh cứ học đi, để em quạt cho anh học bài. Thank you.
Đây là nấm rễ cây tùng của ba ông Phúc Lộc Thọ đó. Một năm ông Thọ mới dâng Dương Mẫu Nương Nương có một cây thôi đó. Giòn ngon, vị lạ thiệt á. Các ông ra mà coi, ai đã bật gốc các cây tùng quý giá của chúng ta lên vậy? Giờ chúng ta về thôi, ta lo Dương Mẫu, biết chuyện ta trốn đi chơi rồi. Giờ về cũng chịu tội à, chi bằng đến nơi chúng ta có thể vui chơi thỏa thích, khi đó chịu tội cũng đáng. Đây là đâu? Đằng kia có một căn nhà, chúng ta mau vào đó nghỉ chân đi. Không cần nói cũng biết, đây là nhà Nguyệt lão. À, sao mà nhiều tơ quá vậy? Thì tơ hồng để xe duyên cho người trần gian đó mà. Cậu có đói không? Hình như ở đây đang nấu canh nè. Có, nhưng mà cậu mau qua gỡ phụ ta cái này đi, ta bị trói chặt rồi nè. Lại gỡ giúp coi, đứng cười hoài. Được rồi, đứng im, để ta cắt cho. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Con ngựa kia, ngừng lại, không được ăn. Trời ơi, con ngựa kia đã ăn mất ước nguyện tình yêu của người ta rồi. Các ngươi dám phá hoại hôn nhân của trần gian, đảo lộn quy tắc hết rồi. Nguyệt lão, xin đừng nổi nóng mà. Tôi là Tố Anh, người hầu của Dương Mẫu Nương Nương đây. Không cần biết, các ngươi vi phạm quy tắc nhà trời, sớm muộn cũng sẽ bị Ngọc Hoàng xử tội. Ta phải cấp báo Ngọc Hoàng bắt các ngươi. Giờ ta sẽ lấy dây tơ hồng trói các ngươi lại. Cái gì? Mùi như là canh tình yêu. Cái gì? Mau kéo nó ra cho ta. Tướng nhà trời tới bắt chúng ta kìa. Mau đi thôi, bỏ nó lại thôi, chúng ta phải chạy mau. Hai đứa kia, đứng lại. Nguyệt lão, bọn chúng đã trốn đi đâu? Bọn chúng chạy về hướng kia rồi. Mau giải thoát cho ta khỏi con ngựa này với. Không có ngựa, chúng ta làm sao mà thoát kịp? Đẹp quá. Ồ, đúng vậy, chơi thật là đã quá đi. Giá mà tôi trẻ lại 40 tuổi thì một ngày chắc cũng phải đan được 20 cái vỏ. Ông chỉ ước dơ dẫn, sao không ước mình ngày nào cũng có người thuê làm vỏ? Kìa, sao rơi là được ước một điều đó bà. Để tôi ước trẻ lại 40 tuổi. Ước mỗi ngày đều có người đến đặt hàng đan vỏ. Như vậy thì nhiều quá rồi. Tôn Ngọc Hoàng,
những người chăn trâu ở sông Ngân đã xác nhận hai tiên đồng này đã nghịch ngợm làm mưa sau băng đêm qua. Các người thật to gan. Thân là người kề cận bên ta và Dương Mẫu, được chúng ta yêu thương nên các người nghĩ có thể trộm giặt và xem thường luật trời có phải không? Ngọc Hoàng và Dương Mẫu xin tha tội cho chúng thần. Quỳ Tiến, người không nói gì đi, người không thấy có lỗi hay sao? Tôn Ngọc Hoàng, thần nghịch phá thì xin chịu tội, nhưng còn chuyện khác thì thần không làm gì sai hết. Cái gì? Tôn Ngọc Hoàng, người vẫn truyền cho chúng tiên và người trần gian rằng thức ăn là quý giá, nhưng thức ăn của Ngọc Hoàng và Dương Mẫu tại sao lại phí phạm như vậy? Việc trộm đồ ăn của chúng thần có thể là vi phạm phép tắc, nhưng cũng là cách không để thức ăn quý giá bị lãng phí mà. Ngươi còn quanh co chối tội nữa hả? Xin Ngọc Hoàng bớt giận. Dương Mẫu nghĩ thế nào? Các ngươi nói không phải là sai, nhưng ngươi phải hiểu vì sao thức ăn của ta và Ngọc Hoàng phải được tiêu hủy chứ. Vì Ngọc Hoàng và Dương Mẫu là vua của chúng tiên, công lực còn sót lại trên thức ăn và nước uống có thể sẽ làm chênh lệch pháp thuật và đạo hạnh của người ăn phải, ảnh hưởng đến sự công bằng của chúng tiên. Ngươi biết vậy mà không ngăn nổi thói ham ăn và ham chơi của mình sao? Đáng ra phải đày các ngươi xuống trần gian, nhưng thương tình các ngươi bao năm hầu hạ lại có công, nên xin Ngọc Hoàng cho chúng giáng chức, thu hồi 5 phần pháp thuộc của chúng. Ngài thấy thế nào? Ta đồng ý với Dương Mẫu nương nương. Nay ta truyền cho thu hồi 5 phần công lực của các ngươi, giáng bậc xuống làm người hầu ở 2 nơi riêng biệt, không được gặp nhau. Giao việc gấp đôi trước đây cho 2 kẻ này biết ăn năn hối lỗi, không còn thời gian lêu lỏng ăn chơi. Tuân lệnh Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng anh minh. Thế là từ đó Quy Tiến phải làm giúp việc cho quan bậc Mã Ôn, còn Tố Anh phụ việc ở Thiên Trù. Hai người phải làm việc vất vả và không biết về tung tích của người kia ở đâu cho đến hơn 20 năm sau. Gấp đôi công việc gì chứ, lần này là gấp 5 lần công việc trước đây rồi, mà đồ ăn còn không đủ nữa chứ. Ủa, cái bánh mới để đây đâu rồi trời? Lại là ngươi. Đừng có mơ, ngươi dám ăn bánh của ta. Ai biểu là tại ngươi mà ta bị phạt đây? Ngươi phải chịu phạt chung với ta. Nhà ngươi đang làm gì đó? Tại sao chưa cho con Bảo ăn? Dạ. Con Bảo là ngựa của Thiên Lôi, sức ăn của nó hơn hẳn mấy con kia. Mây, nước, gió, lửa, nên ngươi mà còn cắt nửa phần cỏ của nó như lần trước thì ta sẽ cắt cơm của nhà ngươi. Con ngựa này là nhanh nhất và khôn nhất. Ngươi mau mau cho chúng ăn rồi phơi cỏ dọn chuồng tắm ngựa đi, nghe chưa? Dạ. Ngươi thật là sướng đó có biết không? Ta ở đây làm như khổ sai vậy, không biết Tú Anh giờ ra sao ha. Tú Anh, mau mau tay chân lên, bếp số 2 phải có lửa to thì ta mới bắt đầu xào được. Dạ. Còn thiếu gì nữa ta? Tú Anh. Dạ. Còn thiếu nấm hương nữa ạ. Chuẩn vị đó. Tú Anh, múc ra trang trí lẹ lên. Ngươi có cái vị giác tốt đó. Từ ngày có ngươi ở đây, ta thấy món ăn có mỹ vị hơn hẳn. Đa tạ tiên bếp khen ngợi. Tôi bị phạt đến đây, nhưng lại được tiên bếp chiếu cố như vậy. Ngươi đúng là liều mạng quá mức, nhưng cũng là một đứa khéo léo. Món mứt bạch quả, ngươi làm tới đâu rồi? Dạ, mứt bạch quả dâng cho Dương Mẫu nương nương đây ạ. Còn hộp nhỏ này là làm riêng cho tiên bếp. Giỏi lắm Tố Anh, nhưng ngươi chưa được nghỉ đâu, phải đem cơm trưa. Sao lại vậy ạ? Việc đưa cơm đâu phải của tôi. Vì thiếu người chứ sao? Các tiên sau khi chầu Ngọc Hoàng xong đang dùng bữa, nên không có ai đem cơm cho tên coi ngựa. Mau mau đi, đừng để ta nổi nóng.
chầu xong người ta được ăn, còn mình phải coi ngựa đối mèo đó móc ra. Không lẽ... đói quá, đói quá. Trời hôm nay trong trong, ánh sáng vàng hồng hồng. Anh là người chăn ngựa đúng không? Bữa trưa đây. Cảm ơn. Khoan đã, cô bếp kia đứng lại. Nè nè, cô dám ăn hết nửa phần cơm của ta hả? Ôi, lâu lắm mới gặp lại mày. Cô là... Tôi là Tố Anh, phụ việc cho tiên bếp ở Thiên Trù. Ừ thì tôi đói quá, lỡ ăn bớt nửa phần cơm của anh đó. Nè, đền nho cho anh đó, tôi tiện tay hái, định ăn giặt cho đỡ đói mà. Thôi, cho anh đó. Cậu đây rồi, tôi là Quy Tiến đây. Đúng là Quy Tiến rồi, vậy là cậu chăn ngựa suốt 20 năm qua sao? Cậu trông khác quá, tôi đã không nhận ra. 20 năm, tôi già mất rồi. Ừ, 20 năm, chúng ta phải sống trong quy định nghiêm ngặt của Thiên Đình. Thiên Đình không cho phép chúng ta qua lại với nhau đâu. Nhưng từ lúc nhỏ, chúng ta có bao giờ theo luật đâu. Mau lên, mau lên, mau lên, dọn chén đĩa ra đi. Mau lên, bên này, bên này. Mau lên đi, nhanh lên, nhanh lên. Bữa nay không đi đâu cũng chán. Nhưng mà sống thấy Tú Anh tới, khó khăn lắm mới gặp lại nhau mà. Ê, tên chăn ngựa kia, mau dắt hai con ngựa đưa tin ra đây. Nè, tên chăn ngựa, có nghe chúng ta nói không hả? Nghe rồi, nghe rồi. Ơ kìa, tiên đồng cấp 1 Quy Tiến đấy mà. Vì ham chơi mà thành tên chăn ngựa những 20 năm rồi. Vất vả quá. Có gì đâu mà lạ, ai bảo ăn trộm đồ ăn lại còn phá phách nên mới ra nông nổi này. Giờ chỉ là kẻ chăm sóc ngựa thôi à. Hồi xưa làm tiên đồng cấp 1 quái dễ có quy là vậy. Nè nè, giữ ngựa chứ không phải huấn luyện ngựa làm phản nha. Ta thưa lại với Ngọc Hoàng thì không biết ngươi còn bị phạt đến cỡ nào nữa đâu. Mau dắt ngựa lại đây, chúng ta còn phải đến đi mời các thần tiên đến dự tiệc của Ngọc Hoàng và Dương Mẫu nương nương. Chậm trễ là ngươi sẽ gánh thêm tội đó. Hơn thua với tụi nó cũng đâu có được cái gì, nhưng ta đã bị trách phạt thì phải cho bọn chúng nếm mùi chứ. Chúng ta về thôi, ta phải đi tìm Tú Anh mới được. Tú Anh, đồi chè đã được chưa? Dạ. Mau mau bày biện đi. Dạ. Đã đem thức uống tới chưa? Không có mất sao rồi. Tố Anh đâu? Bẩm tiên bếp, còn để hàng hướng dương và cốm dẹp ở ngoài đợi con ra lấy. Mau mau đi. Cậu rảnh rỗi sao mà đến đây vậy? Ngọc Hoàng mở tiệc, đâu đâu cũng bận, tưởng cậu phải lo dắt ngựa cho các khách mời chứ. Chúng ta không thể ở đây mãi được, những kẻ mắc tội như chúng ta sẽ bị khinh ghét thôi. Rồi tới khi nào chúng ta mới trở về vị trí ngang hàng với mọi người như xưa?
chúng ta phải làm gì đó đi. Là sao? Chúng ta phải làm thôi. Nàng hãy đi cùng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống mới, tha hồ tự do, khám phá thế giới. Có được không đó? Chúng ta đã sống trong nề nếp 20 năm rồi. Ráng thêm một chút, biết đâu Ngọc Hoàng và Dương Mẫu sẽ thương xót khoan hồng, cho chúng ta lại cấp bậc tiểu tiên như cũ. Đã 20 năm rồi, đâu phải là 2 năm. Thú Anh à. Nhưng hãy đợi em ở đây, em phải vào quấy mất, không sẽ bị khét mất. Nàng phải nhanh lên đó nha. Chắc chàng đói rồi, ăn đỡ cái này đi. Là bát trân từ 8 loại xương hầm khác nhau đó. Nè nè, giữ ngựa chứ không phải huấn luyện ngựa làm phản nha. Ủa, chàng làm gì ở đây? Chúng ta chờ nhau ở ngoài ngõ môn, rồi cưỡi con Bảo đi mà. Ta nghĩ lại rồi, chúng ta không thể âm thầm ra đi như vậy. Là sao? Là chúng ta hãy làm những gì chúng ta thích, rồi mới đi khỏi Thiên Đình. Cái gì? Nhưng chúng ta không làm một mình. Chúng ta bị phạt thì phải để cho nhiều người cũng nếm mùi vị bị phạt như chúng ta. Chúng ta đã ngoài 40 tuổi tiên rồi, không phải còn 15 như trước. Chàng còn muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn chúng ta bị bọn tiểu tiên thấp cấp trước kia chê cười mãi sao? Tội này nếu bắt được thì có khi đài chúng ta khỏi Thiên Đình mãi mãi luôn đó. Thì đằng nào chúng ta cũng rời khỏi đây mà. Chúng ta đâu có muốn sống ở Thiên Đình với những luật lệ và tiếng chê cười. Có nước táo không? Bộ chàng điên rồi sao? Nàng phải tin ta chứ. Nè, ăn đi, mà ăn đi. Gà tìm hơn 100 loại thảo mộc đó, ăn đi. Dâu ngũ sắc ngâm với linh chi ngàn năm đó. Xem món gỏi nấm này làm nước chấm ngon chưa từng thấy. Nghe nói là lấy cá từ Vũ Môn Quan để làm nước chấm đó. Hey, lại đây ăn cái này đi. Cá trích cuốn rau củ nè, vừa ngon lại đẹp mắt, ngon không tưởng tượng được. Lại đây mà xem, món bánh ngọt từ trứng của Phượng Hoàng, 500 năm mới làm được một cái thôi đó. Các người làm gì vậy? Nước táo. Mau. Ôi da. Ôi da. Ôi da. Đậu hết rồi nè. Chúng ta mau đi thôi, gọi con Bảo đi. Ừ, không cần dỗi. Nhưng các khách mời của Ngọc Hoàng sẽ đến ngay bây giờ. Còn lâu họ mới tới được. Ta đã dặn con Bảo dẫn ngựa của bọn họ chạy tán loạn rồi. Họ mất cả buổi tối mới dắt chúng về được. Chàng gan vậy? Thôi đừng có lo nữa, Thiên Đình hôm nay là của chúng ta, tha hồ quậy phá. Mau đi theo ta. Nhớ phủi lông đào đi. Thật là không có lời nào để tỏ. Mất mấy ngàn năm mới chín cũng xứng đáng. Ta chưa từng ăn đào nào mà ngon vậy á. Trước đây á, có canh đào yến mạch dâng cho Ngọc Hoàng, ta cũng từng ăn qua, nhưng mà không có ngon như vậy. Đương nhiên, vườn đào của Dương Mẫu nổi tiếng trong tam giới, không ai là không biết. Mỗi cây chỉ cho 10 trái, mỗi lần hái đem dâng cho ai đều được ghi lại. Ta cũng chưa bao giờ trộm được một quả nào. Vậy thì hôm nay ăn cho thỏa thích. Đằng nào cũng mang tiếng trộm rồi, hay chúng ta hái một ít để đem theo ăn dần. Nhưng mà đựng vào đâu đây?
túi nhỏ vậy được nhiêu? Đây là túi không đáy. Một chút phép thuật ta đã làm lúc trước để trộm đồ ăn cho dễ. Giữ chặt chúng lại! Giữ chúng lại! Bấm Ngọc Hoàng xá tội, thật không thể nào tông được chúng à. Ngươi coi ngựa kiểu gì mà không có cách huấn luyện cho chúng nghe lời vậy hả? Thần mọi khi Quy Tiến chặn ngựa sẽ làm việc này à, nhưng thần không tìm thấy hắn đâu cả. Em no quá, không đi nổi nữa. Ai bảo nàng lại còn tiếc trái này ngon lắm, trái kia không ăn liền thì uổng. Đừng nói nữa, mau ngồi xuống đây nghỉ một lát đi, không thì xỉu mất. Hình như đây là phủ thần nông thì phải á. Thì sao? Ta vào xin một ít hạt giống để xuống trần có cái mà ăn, trồng trọt không lo đói. Chúng ta có phép còn lo gì? Chàng muốn vào thì vào đi, em ở đây nghỉ một lát. Như vậy là sao? Ai cho các ngươi tự tiện cả gan như vậy hả? Nay còn dám đụng vào bàn tiệc của ta? Bẩm Ngọc Hoàng và Dương Mẫu nương nương bớt giận. Đó là Tố Anh và Quy Tiến tạt nước tấu ngâm ngàn năm vào người chúng thần, khiến chúng thần choáng váng ạ. Dạ đúng vậy ạ, xin Ngọc Hoàng soi xét. Lại là Quy Tiến, cái tên này. Bẩm Ngọc Hoàng, lũ ngựa đã được gom lại hết, chỉ còn... Còn sao? Nói đi. Dạ còn thiếu mất con ngựa của Thiên Lôi, con Bảo ạ. Dạ dạ, vua Tôn Ngọc Hoàng và Dương Mẫu. Là chuyện gì nữa? Dạ đôi đũa vàng của thần đã bị mất cắp rồi ạ. Các ngươi, các ngươi quản giáo người dưới đó như vậy sao? Thiên binh thiên tướng đâu? Mau đi bắt Tố Anh và Quy Tiến về cho ta trị tội. Quan nào, có chuyện gì vậy? Nguy rồi. Quy Tiến, tướng nhà trời kìa, mau chạy thôi. Tên kia, mau quy hàng đi. Đây là đâu? Nơi này lạnh thật. Vậy mới giữ được thức uống lúc nào cũng ngon chứ. Sao chàng biết chỗ này? Thì lúc trước làm tiên đồng cho Ngọc Hoàng, ta tới đây lấy nước qua cúc cho người cho nên nhớ đường. Thế thì vào lấy là được rồi, sao phải chơi khăm mấy người thợ hái hoa làm gì? Có chuyện gì vậy? Đợi ta lên trái coi. Mấy người thợ hái hoa đó thực chất là người canh gác ở đây, nếu không làm rối họ lên để đánh lạc hướng thì còn lâu chúng ta mới trộm được. Đây, nước táo ưa thích của Ngọc Hoàng, làm từ hơn 100 loại táo ngon nhất. Ồ, ngon quá. Ê, uống từ từ, uống nhiều bị choáng đó. Nước táo ngon quá, ta phải thử thêm nữa. Đã lỡ đến đây rồi, sao ta không thử hết các loại khác?
nước nho đen ruột trắng đây mà. Ôi, nước cây ngải đắng. Mau tỉnh lại, chúng ta phải đi thôi, không sẽ có người phát hiện ra mất. Nước cây ngải đắng. Mau đi thôi, kẻo có người thấy bây giờ. Hai thiên tướng pháp lực phi phàm mà thua hai đứa tiểu tiên nhãi nhép à? Các người thật sự đã suy yếu tới như vậy sao? Bẩm Ngọc Hoàng, chúng đến phủ thần Nông Nghịch Phá, quăng các chống cây để ngăn cản chúng thần, rồi tìm cách biến đi cùng con bảo. Trước là phá tiệc, rồi trộm đào tiên, bây giờ lại còn gây loạn khắp nơi, thật là không còn phép tắc gì mà. Bẩm Ngọc Hoàng và Dương Mẫu, quan trọng là chúng vẫn còn cốt tiên, nên rất khó hàng phục hoặc lần ra dấu vết. Ta thấy bọn chúng sẽ chưa dừng lại việc phá phách này đâu. Cứ theo sát những dấu vết phá hoại của bọn chúng, thế nào cũng bắt được. Bẩm Ngọc Hoàng, có lẽ nên đưa tin đến chư tiên khắp các giới, để các thiên tướng có thêm trợ giúp. Không cần đâu, chúng phá hoại rồi ăn uống no say, lúc đó các thiên tướng sẽ dễ dàng hằng phục. Cứ theo dấu vết của bọn chúng mà tìm bắt. Tuân mệnh Ngọc Hoàng. Ước hết rồi, chúng ta để đây đi, lát làm tiếp. Chúng ta ở đây đến chừng nào? Em thấm mệt rồi. Ta không biết, cứ ngồi nghỉ đi rồi tính tiếp. Ủa, con Bảo đâu? Sao nó không đi cùng chúng ta? Mới hồi nãy còn đi cùng nhau mà. Mau chia ra tìm nó đi. Bảo ơi! Bảo! Tú Anh, chạy đi! Bên kia là Vũ Long Môn, nàng men theo đó chạy đi. Con Bảo là của Thiên Lôi, các người dám lợi dụng sự yêu quý của nó để làm điều sang bậy. Chính con Bảo đã cho chúng ta biết các người đang ở đây. Tâu Ngọc Hoàng, chúng thần đã bắt được hai tiểu tiên rồi, xin được giải lên đại điện xử tội. Hai kẻ phá phách năm xưa đã bị giáng chức, hãy chúng gặp nhau là xảy ra chuyện, phải phạt chúng thật nặng mới được. Tâu Ngọc Hoàng, đã bắt được chúng là tốt rồi, Ngọc Hoàng trăm công nghìn việc, thần xin được đích thân xử phạt chúng, đày chúng xuống trần gian để tu tâm sửa tánh. Vậy ta giao bọn chúng cho Dương Mẫu đó. Do ham mê ăn uống vô độ và ham chơi nên không chấp hành các quy tắc của thiên đình, Tố Anh và Quy Tiến bị tước hết phép thuật và đày xuống hạ giới để làm vô gia cư, phải lao động vất vả mới có miếng ăn. Cải xanh cải ngọt đi, cải xanh cải tươi mới hái đây, ghé vô ghé vô. Làm ơn cho chúng tôi. Dạ lại ông, xin cho miếng cơm. Ai không có không có. Mày vô mày vô. Lại bà, lại vô. Đi chỗ khác đi. Làm ơn quý vô quý vô. Chỗ khác đi. Ra đi chỗ khác đi. Mai mà còn xin được chút lửa để sưởi ấm. Tôi đã nói là đừng có ham chơi nữa, cố gắng khắc phục để sống trên thiên đình. Thôi thôi thôi, không có sao, chúng ta sẽ dần dần tìm được kế sinh nhai ha. Đúng nghĩa là chúng ta bị đi đài, dù chịu nhục vẫn đỡ khổ hơn nơi đây, vừa đói vừa rét. Nói lại chuyện cũ có ích gì đâu, giờ ngủ tạm ở đây đi, mai tính. Em thèm những món trên thiên đình quá, ước gì chúng ta sẽ quen dần mà. Ít nhất á, ở đây chúng ta được tự do bên nhau, không cần lén lút hay là bị đuổi bắt như trước nữa, không? Chàng nói phải, chúng ta phải phấn chấn lên,
và làm lại từ đầu. Mùi gì lạ quá. Ừ, lạ mà thơm quá ha. Mùi thơm bay ra từ bếp kia kìa. Hình như là họ đang nấu ăn. Thơm quá. Nghe mùi thôi mà đã đói bụng rồi. Là mắm kho quẹt ăn với rau luộc đúng không? Mắm kho quẹt với rau luộc là cái gì? Chưa từng nghe. Chờ tôi bắt nồi mắm kho quẹt ra đây nha. Ai nói ăn mắm là khổ? Ngon hơn tất cả sơn hào hải vị bà nó ha. Chàng kiếm gì đó, đánh là hướng họ đi. Họ đứng lên là ra tay liền nha. Chuyện gì vậy, ông ơi? Người ta bẻ mấy cây bắp đang ra qua của nhà mình bà ơi. Kho quẹt của ta thơm quá. Hey, cũng may chỉ mới mất có mấy cây. Trời ơi, nồi mắm tôi để trên bếp biến mất rồi. Trời ơi, nhà có mỗi nồi mắm kho quẹt mà cũng mất nữa. Ông Táo ơi, sao ông không coi giùm tôi chứ? À, thôi thôi, còn rau luộc ăn đỡ nè bà. Bài kiến Dương Mẫu nương nương. Miễn lễ, Tố Anh và Quy Tiến đã bị đày xuống trần gian. Nhưng ta không yên tâm về sự hối cải của họ, nên phải đích thân xuống kiểm tra. Ngươi hãy nói đi, từ khi ở nhân gian, hai tiểu tiên đó đã làm gì? Bẩm Dương Mẫu, hai tiểu tiên đã trộm món ăn duy nhất của hai ông bà già đáng thương. Xuống nhân gian không lo lao động để tạo ra cơm ăn áo mặc, chứng nào tật nấy, vẫn là thích trộm đồ có sẵn. Bẩm Dương Mẫu, vậy để thần tìm cách ngăn cản họ lại. Ta sẽ tự làm việc này, để ta đối diện với họ. Ui, nóng. Mặn. Nhưng mà ngon quá. Trên thiên đình cũng chưa bao giờ có món nào làm được như vậy. Đúng vậy, cay cay, mặn mặn, ngọt ngọt, béo béo. Ngon quá à. Chỉ muốn ăn thêm, không ngưng lại được. Khoan khoan, khát nước quá. Đúng rồi, chắc tại món này mặn quá. Bà ơi, xin cho cháu một ngụm nước, chúng cháu khát khô cả cổ. Được được, dù gì nước trong bình cũng khá nhiều, ta sẽ chia cho hai cháu một ít. Cảm ơn bà. Ta thấy hai cô cậu không giống người ở đây. Dạ, tụi cháu từ xa đến. Cô cậu định sinh sống ở đây sao? Dạ thưa bà, chúng cháu sẽ lấy nhau và dựng nhà sinh sống ở đây, tận hưởng cuộc sống tự do. Cũng phải, nơi đây rất tốt đẹp, nếu có làm thì sẽ có ăn thôi. Hai cô cậu định làm gì để sống? Chúng cháu cũng chưa biết nữa ạ. Có nhiều việc lắm, nhưng việc nào cũng phải làm lụng mới kiếm được tiền để mua thức ăn. Tiền là gì vậy bà? Vì sao có nó mới mua thức ăn được? Hai cô cậu sao như người trên trời rơi xuống vậy? Đây gọi là tiền, dùng để mua thức ăn, đồ đạc trong nhà hoặc là quần áo. Vậy thì càng nhiều tiền thì càng mua được nhiều thức ăn phải không bà? Đúng là vậy. Nhưng thôi, ta phải đi rồi. Chúc hai người sẽ có cuộc sống tốt ở đây nha. Cái túi của bà cụ sao? Có nên trả cho bà ấy không? Chúng ta nếu muốn sống ở đây cũng phải có tiền mới mua đồ ăn được. Chàng nghĩ chúng ta có nên giữ lại cho mình không? Chúng ta hãy giữ lại đi, bà ấy sẽ kiếm lại được túi tiền khác thôi. Tính ra trần gian cũng vui thiệt, có tiền là mua được các thứ, khỏi lao động luôn. Thú
ăn ở trần gian nhiều hương vị quá. Tiền của bà lão đánh rơi, chắc mình ăn cả năm không hết. Bà con của bác ai giúp già, cho già ăn, già đói quá, lạnh quá. Đi nhanh đi, bà cụ này hôi quá, ăn nuốt không vô. Mình nhiều đồ ăn quá, hay là cho bà lão một chút đi. Úi, bà ta chính là người đã đánh rơi túi tiền. Đi nhanh đi, không bà cụ đòi lại đó. Dương mẫu, bái kiến Dương mẫu nương nương. Vốn ta đã nghĩ nếu các ngươi thật lòng yêu nhau, muốn cùng xuống trần gian này sinh sống lương thiện, thì ta sẽ mở một lối khoan hồng. Nhưng các ngươi thật làm cho ta quá thất vọng. Chúng thần đã biết tội, xin Dương mẫu tha cho chúng thần một lần. Dương mẫu khoan hồng, ta làm sao có thể khoan hồng đây? Các ngươi không những liên tiếp gây ra tội lỗi trên thiên đình, náo loạn khắp nơi, còn gây ra rắc rối cho trần gian. Tại sao các ngươi làm như vậy? Tại chúng thần ngu muội. Không đúng, các ngươi rất thông minh, lại nhanh nhẹn tháo vát, nên mới được hầu cận cho ta và Ngọc Hoàng. Chỉ vì ham chơi và ích kỷ nên các ngươi đã làm ra những tội không thể tha thứ. Dạ 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 dạ, dạ. Chúng thần xin cho chúng thần cơ hội được làm người trần để sửa sai. Ta đã cho các ngươi mấy cơ hội, nhưng các ngươi chứng tỏ ham ăn biến làm, ích kỷ, sẽ trở thành tai họa cho nhân gian. Không, chúng thần nhất định sẽ sửa đổi mà. Tiếc cho các ngươi đều từng là những tiên đồng hầu cận của ta và Ngọc Hoàng. Tại sao các ngươi không hiểu rằng làm hại đến kẻ khác để phục vụ cho ý thích của mình là điều xấu? Chúng thần đã biết tội. Ta phạt các ngươi phải biến thành cây chổi, sống đời khổ sai, suốt đời dọn sạch nhà cửa cho con người. Các ngươi có phục không? Chúng thần xin nhận tội. Thế là Tố Anh và Quy Tiến phải biến thành chổi làm việc luôn tay bất kể ngày đêm để trả giá cho những hành động sai trái của mình. Lâu ngày thấy chúng làm việc cực khổ, Ngọc Hoàng thương tình cho chổi được nghỉ 3 ngày Tết Nguyên Đán. Từ đó dân gian ta có tục lệ kiêng quét nhà vào 3 ngày Tết. Thôi hai chữ đó anh biết rồi, anh đi ngủ đây. Hôm nay làm mệt quá. Hôm nay anh trồng lúa cho bá hộ à? Ông ấy trả nhiều tiền không? Anh thật ra hôm nay, mà cũng tại ông bá hộ bắt anh làm một mình không ai phụ á, anh mệt quá rồi. Vậy là hôm nay không có tiền công hả? Anh Thuyên. Con đi ngủ đi, thằng Thiên đỡ sốt rồi, chắc là không quen làm việc nặng, cảm nắng chút thôi. Tía, mày lên nghỉ tí uống miếng nước đi, làm sáng giờ rồi. Dạ. Mày siêng hơn thằng Thiên, nó làm được tí thì lại xin nghỉ mấy tí, chẳng làm gì nên hồn. Tao đuổi nó rồi. Dạ, ông đuổi anh con rồi sao? Một mình mày làm bằng mấy lần thằng Thiên. Thôi, ráng làm xong sớm, tao thưởng thêm cho. Dạ, con cảm ơn ông. Đĩa, em về rồi. Ngồi đây đi, hôm nay thầy dạy anh nhiều thứ lắm á. Anh, ngày mai ông bán rau, kêu mình đem rau qua làng bên cho ổng, thì được một quan tiền lận đó. Em đã nhận rồi, mai anh đi làm bên đó nha. Để nè, ngày mai á, anh biết là tới lượt anh đi làm, nhưng thầy đang dạy gian dở bài này. Mai em có học bài này á, cũng không có hiểu đâu. Vậy anh tính sao? Hay á, mai tụi mình đổi cho nhau đi. Anh ở nhà học tiếp, còn em đi làm. Khi em về á, anh sẽ chỉ lại toàn bộ bài hôm nay và ngày mai cho em luôn. Vậy đi. Ăn cơm thôi, hai đứa chắc là đói rồi. Bẩm thầy, có thật là nếu mình đậu hết 3 kỳ thi sẽ thành trạng nguyên làm quan lớn đúng không thầy? Đúng vậy, đó là vinh dự không những của một người giữa hàng trăm sĩ tử,
mà còn là vinh dự cả làng, cả vùng nữa. Làm quan chắc sẽ có nhiều tiền hả thầy? Đương nhiên là vậy rồi, em còn hỏi nữa. Không phải quan nào cũng mặc áo mão bằng gấm lụa hay sao? Làm quan đương nhiên là phú quý. Nhưng quan trọng chúng ta biết đem tài học ra giúp đời, chứ không phải theo đuổi những hư danh phù phiếm. Các con hiểu chưa? Dạ thầy. Con sẽ gắn đầu trảng nguyên để nhà mình hết nghèo. Anh Thiên, em có ý này. Đằng nào thì anh cũng làm không nổi, còn em thì học hành chậm chạp. Hay là từ nay anh lo học, còn em đi làm. Mai này anh thành trạng rồi thì anh em ta cùng hưởng phú quý. Nhưng còn việc học của con thì sao? Bẩm thầy, con có thể học ban đêm. Anh Thiên học xong chỉ lại cho con. Anh Thiên sáng dạ hơn con. Nếu cứ bữa học bữa làm như vậy thì tụi con sẽ mãi chẳng đi đến đâu hết. Đây là việc riêng của hai con, nên ta cũng không có ý kiến. Nhưng các con phải nhớ, việc quan trọng này cần nhiều sự hy sinh và rủi ro. Các con phải cân nhắc kỹ. Ta chỉ hy vọng các con là anh em tốt, mãi thương yêu nhau, thì rồi thành công sẽ đến đền đáp công sức của hai đứa. Em nói thật sao? Em sẽ đi làm nuôi anh ăn học hả? Ừ. Vất vả lắm đó. Hai anh em mình làm mà còn chật vật, huống gì mình em. Thì anh thương em, anh ráng học thật giỏi, đậu trạng, làm quan thật nhanh đi, để em được học lại. Rồi em sẽ làm quan giống anh. Anh em ta cùng làm quan. Giờ em làm, anh học làm quan. Mai này anh làm quan rồi á, anh nuôi em học làm quan luôn. Chúng ta cùng làm quan. Thiên và Địa lớn dần lên. Địa cắm cúi đi làm kiếm tiền cho Thiên ăn học. Tối về, Địa nhờ Thiên chỉ bài. Nhưng dần dần Thiên diễn cớ không chỉ cho Địa nữa. Địa đành tạm ngưng việc học. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ăn no cỏ, trâu cày với ta. Ui cha, nói ăn cái là đói liền vậy hả? Ai bánh ít, bánh ú, bánh giò, bánh gai đây? Ai bớt bánh, bán bánh, ở đây. Dạ dạ. Cho tôi mấy cái bánh ú đi cô. Bánh của anh đây. Trời nắng mà anh chăm chỉ quá ha. Bánh của anh nè. Cảm ơn cô. Trời nắng vậy mà cô đi bán cực quá ha. Lại còn mặc đồ này nữa. Ơ, cái anh này vô duyên. Tôi thích mặc gì đi bán thì kệ tôi chứ. Ý của tôi là cô mặc đồ đẹp quá. Còn anh, sao anh làm việc chăm chỉ vậy? Phải giữ sức khỏe chứ. Ngày nào tôi bán bánh ngang đây cũng thấy anh làm có một mình. Cảm ơn cô. Tôi cố gắng làm việc để nuôi anh Thiên học làm trạng, rồi chúng tôi cùng hưởng sung sướng. Khó lắm đó nha. Anh thiệt là rộng lượng. Chúng tôi thân thiết còn hơn cả anh em ruột. Tôi nuôi ảnh, mai này ảnh nuôi lại tôi. Thấy anh thật thà, chăm chỉ, lại lạc quan như vậy. Thôi, coi như tôi tặng anh mấy cái bánh, giúp anh mạnh khỏe mà nuôi dưỡng mơ ước của hai người. Ê ê, cô bán bánh cũng cực khổ, để tôi gửi tiền bánh cho cô nha. Ôi hay, cái anh này, cầm sách ngược mà cũng đọc mãi mê vậy. Có mua không, cho tôi đi bán chỗ khác chứ. Phải rồi, đúng là tôi gọi cô nương đó. Cô kia bán bánh bên đàn, chẳng hay cô có chàng nào hay chưa? Thơ gì mà vô duyên vậy? Lấy cho hai cái bánh gai. Anh là học trò, chắc học giỏi lắm ha. Người ta chữ nghĩa đầy bồ á, thì tôi đây cũng được một bụng, đủ để gian danh với đời. Vậy, anh làm thơ về bánh gai đi, rồi tôi tặng, khỏi trả tiền. Cô này dám thử tôi hả? Được thôi. Không ngon cũng bánh lá gai. Anh đây có dạy cũng trai học trò.
thì tôi làm thơ theo ý cô rồi. Đưa bánh đây. Trời ơi, thơ văn gì mà ngộ vậy? Anh còn bảo bánh tôi không ngon nữa hả? Chê như vậy là tính tiền gấp đôi à nghe. Mai này á, tôi làm quan trạng cho cô coi. Có thật vậy không? Cô thấy tôi như vậy cô không tin tôi hả? Cô đẹp quá mà, và bánh thơm quá. Vậy khi nào thành trạng, nhớ trả đủ tiền cho tôi. Ủa? Anh Thiên đậu rồi, anh Thiên đậu trạng nguyên rồi bà con ơi. Ấy, nghe như thằng Thiên đậu trạng nguyên rồi phải không? Dạ đúng vậy, anh Thiên đã đậu trạng rồi bác ạ. Cháu xin gửi trả tiền đã dây của hai bác đây. Tiền đâu mày trả? Mới hôm nào mày còn xin tao khất lại mấy ngày mà. Dạ cháu trả ruộng, bán hết nhà rồi bác ạ. Vậy thì lấy chỗ đâu mà ở? Cái ông này khéo lo. Giờ thằng Thiên làm trạng, làm quan to rồi, đương nhiên là tới lúc thằng Địa hưởng phước chứ sao. Hai bác cứ nói quá. Cháu bán nhà lấy tiền trả nợ và mua quà lên kinh thành thăm anh Thiên, chúc mừng anh ấy trước. Mày sao mà, ít nhất cũng giữ lại cái nhà. Lỡ mà thằng Thiên nó không đậu, hay là nó đậu mà không nhận mày, mày còn có chỗ mà về chứ. Không có đâu, mấy người đi thi cùng với anh Thiên về báo lại cho cháu biết đúng là anh đậu trạng rồi mà. Ôi, cháu hơi đâu mà nghe lão bán già nói lung tung. Anh em cháu thân nhau còn hơn ruột thịt, ai cũng biết. Kệ ông đi. Tôi thì mong là ông nói sai. Chẳng lẽ thằng Địa nó hy sinh như vậy mà nỡ lòng nào đối xử không ra gì với nó hay sao? Ôi, ở đời giàu đổi bạn sang đổi vợ. Nhưng tôi cũng mong thằng Thiên không phải là người bạc bẽo như vậy. Bẩm quan trạng, có phú hộ họ Phạm gửi quà mừng và thư mời tới tiệc mừng thọ của ông Lý tối hôm nay ạ. Nhà hộ Phạm? Gia thế làm sao? Ngươi có biết không? Dạ bẩm, nhà đó là giàu nhất phía Tây Kinh Thành đó ạ. Họ làm ăn lớn, quen biết toàn là quan tam phẩm trở lên. Nghe nói tể tướng cũng phải nể mặt đó. Vậy thì trả lời cho họ biết là tối nay ta sẽ tới. Đúng là một bước lên mây, nhưng đây chỉ là khởi đầu. Ta phải trở thành tầng lớp thượng lưu thì mới mong trụ vững ở kinh thành này. Cái gì vậy? Ngươi là người hầu của Trạng Nguyên mà sao không có phong thái ung dung gì hết trơn à? Người ta đánh giá ta thì sao? Ê, dạ bẩm, bẩm quan trạng, có người đem lễ vật tới xin gặp. Ai? Dạ, người đó bảo là em của quan trạng, tên là Địa ạ. Trông hắn thế nào? Dạ, ăn mặc nhà quê như là từ xa tới, đem theo một buồng chuối với khệ nệ gói bánh gói quà gì ấy ạ. Cứ như là bán hàng rong á, trông buồn cười lắm. Buồn cười cái gì? Đuổi đi ngay, nhà ta có phải chỗ bán hàng rong đâu, mà để gã lang thang ở đó. Dạ quan trạng, con đuổi ngay đây. Cái tên Địa này đúng là ảo tưởng trèo cao mà. Chắc muốn mình trả nợ cho hắn. Trời ơi, ai mà biết ta anh em với hắn, chắc ta chẳng còn mong gì quan cao bổng lộc luôn quá. Nhà ngươi nhận hoàng xiên gì vậy? Quan trạng nói không biết ngươi, mau đi đi. Không, không thể nào. Hãy cho tôi vào gặp anh ấy. Nhìn thấy tôi chắc chắn anh ấy sẽ nhận ra. Lính đâu? Đuổi hắn đi cho ta. Dạ. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ mình lầm người? Không, không, không thể nào anh Thiên lại làm như vậy được.
ta sẽ chờ ở đây để gặp được anh Thiên. Anh Thiên, em lại đĩa đây mà. Anh thật đã đậu trạng rồi. Em đem chuối sứ mà anh thích ăn nhất nè, còn có cả bánh gai nữa. Hơi chập một chút nhưng mà vẫn còn ăn được. Kìa, anh Thiên, anh quên ngày xưa rồi sao? Ở đời, lúc nghèo thì chẳng ai nhìn, đến khi đổ trạng, 9.000 anh em. Cái gì? Ta biết, ngươi cũng là một trong số 9.000 anh em đó thôi. Ta chỉ là trạng nguyên, không có giàu có gì. Đâu phải ai tới nhận làm anh em thì cũng cho tiền được. Về nhà đi, ta không thể giúp gì cho ngươi được hết. Sao anh có thể đối xử như vậy với tôi chứ? Chúng ta đã lớn lên cùng nhau, còn hứa khi làm quan anh sẽ cho tôi đi học cùng hưởng phú quý kia mà. Này thì dối trá, này thì tình anh em như thể tay chân, này thì chuối sứ, này thì bánh gai. Làm quan là hay lắm sao? Tình bạc bẽo. Tôi chết rồi, túi tiền của mình, mấy hào cuối cùng của mình. Thôi rồi, tự nhiên lại quăng cả tiền như vậy thì chết tôi rồi. Nè, cháu ơi, con trẻ đừng có làm điều dại dột. Ông bỏ cháu ra. Không được. Ông ơi, ông có làm sao không? Ông ơi, thuốc sắc trong nhà. Dạ đây. Ông đang bệnh mà chạy ra đây làm cái gì? Đó, tôi già bệnh sắp chết mà còn ham sống. Cậu trẻ người mà lại muốn nhảy sông chết giữa đêm. Tôi thấy vậy sao làm ngơ được? Dạ, cháu đâu có muốn chết. Tại cháu lỡ tay ném túi tiền xuống sông nên phải mò lại. Cháu chỉ còn từng đó tiền để về quê thôi. Trời ơi, làm tôi cứ tưởng. Xin mời. Ôi, hôm nay vui quá. Dạ, xin mời. Thế thì mấy trăm năm chúng ta mới có một buổi hội ngộ như vậy. Dạ đây. Chúc ông Phạm phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Đa tạ quan trạng. Được quan trạng chiếu cố đến tệ xá, thật là vinh dự lớn cho tôi. Ngài quá lời, tôi cũng chỉ là học trò áo vải, có chút tài văn chương, được bệ hạ ưng ý mới được chiếu cố đến. Trạng nguyên, ngài khiêm tốn quá rồi. Văn bài của ngài tôi đã được xem qua, quả là kỳ tài hiếm thấy. Quả nếu không phải vậy thì làm sao hàng trăm sĩ tử chỉ có ngài đổ đầu. Tôi đây là thương buôn, nhưng rất mến mộ anh tài. Nếu quan trạng ngài đây không chê, tôi xin được gả một đứa con gái cho ngài. Ôi chào, ông Phạm nhanh thật đó. Hôm qua tể tướng mới chỉ ngỏ ý với tôi định gả con gái cho trạng nguyên đây, mà nay ngài đã nói trước rồi. Các ngài đùa tôi rồi. Tôi đây hèn mọn, không biết có xứng với các bậc khuê cát nhà quyền quý hay không. Điều này còn xin chờ bề trên định đoạt. Quan trạng nói như vậy cũng phải. Xem chừng nhà vua đang muốn định hôn cho quan trạng nữa đó. Tài giỏi như ngài thì dù lấy ai đường quan trường cũng tốt đẹp cả, có phải không các ngài? Phải. Nào, xin mời. Mời. Chuyện của cháu thật là rối rắm khó tin. Dạ, cháu cũng biết vậy. Bây giờ cháu biết kêu ai hả ông? Cháu đối với bạn bè thật lòng, ở hiền gặp lành khắc sẽ có phúc báo. Tên Thiên đó không trả thì rồi trời sẽ sai người khác tới trả cho cháu đầy đủ. Ông đã đưa đò ngót 30 năm ở đây, loại người nào cũng từng thấy qua. Ông biết chắc chỉ có người tốt thì mới ung dung sống thôi cháu à. Cháu hiểu rồi. Nhưng bây giờ cháu chưa biết đi đâu hết. Về làng thì cũng xấu hổ. Mọi thứ đều bán hết rồi. Thôi, giờ ông già rồi.
Hay à, cháu ở đây chèo đò kiếm sống đi. Ông cháu ta có gì dùng nấy. Ông sống nay chết mai thì tất cả căn chòi lẫn bến đò này đều để lại cho cháu, có được không? Ông đừng nói vậy. Nếu ông không chê, dạ cháu xin nhận ông làm cha nuôi, chăm sóc ông lúc tuổi già. Thưa quan trạng, hôm nay người chậu, nhà vua có phong cho người làm phò mã không ạ? À? Ngươi cũng nhanh thật, nhà vua mới chỉ hỏi ý ta, chứ chưa ra chiếu chỉ mà ngươi đã biết rồi. Bẩm quan trạng, chúng tôi phải biết đón đầu những cái có lợi cho chủ nhân chứ. Tôi còn biết chắc là nhà vua sẽ gả công chúa cho ngài, chứ nếu không ở đâu có giữ ngài lại kinh thành 3 tháng trời. Cũng phải, lấy công chúa, rồi đây tương lai ta sẽ không ai cản được. Cô kia, đi đứng vậy hả? Có biết đây là ai không? Tôi không cần biết mấy anh là ai. Đi giữa phố xá mà nghênh ngang, không xem trước xem sau như vậy. Người thôi đi. Cô nương bán bánh gai, cô còn nhớ ta không? Anh học trò làm thơ vô duyên chứ gì. Giờ tôi đã đậu trạng nguyên rồi, không biết cô có còn nhớ lời hứa khi xưa không? Anh giờ làm quan rồi, anh nhớ hay không tôi đâu dám trách. Tôi đã hứa là trả gấp đôi tiền bánh cho cô, nhưng cô phải cho tôi biết tên, biết nhà đã. Cái anh này vẫn vô duyên như xưa, không muốn trả thì thôi. Quan trạng ơi, người đang làm gì vậy? Nè cô nương ơi, người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Trước đây tôi đã hứa thì nay phải thực hiện, nhưng ít ra xin cho tôi biết tên. Giả lại tôi đụng trúng cô, xin cho tôi đưa cô về nhà để tạ lỗi. Thưa quan trạng, ngài đang tới phủ của lễ bộ thượng thư, không thể để ông ấy chờ được. Thôi được, tôi tên Sam, nhà tôi ở ngay mé bờ sông thôi, gọi là Thiên Lý Gia Trang, anh cứ đến đó mà hỏi. Giờ tôi phải về, tạm biệt quan trạng. Quan trạng, quan trạng, chúng ta phải đi thôi. Thôi, ông lái đò ra đi thanh thản là mừng cháu ạ. Cháu cũng đã cố gắng chạy chữa cho ông ấy rồi, chỉ tội cháu từ nay thui thủi một mình. Dạ, cảm ơn bà an ủi. Bà cứ về đi ạ, à, cháu ngồi với ông thêm một chút nữa. Dạ, cháu không sao đâu, bà cứ về đi. Này anh. Hả? Ôi, cô làm tôi hết hồn. Anh ơi, cho hỏi có chuyến đò nào qua sông không? Tôi là lái đò đây, nhưng giờ này trễ rồi, không qua sông được đâu cô, nguy hiểm lắm. Vậy tôi làm sao về nhà được bây giờ? Giờ cũng không có quán trọ nào mở cửa. Hay nếu mà cô không chê thì ngủ lại nhà của tôi, rồi ngày mai tôi đưa cô đi sớm. Vậy anh ngủ đâu? Tôi ngủ ngoài này cũng được mà. Dù sao thì ông ấy cũng mới mất, nên tôi nằm đây bầu bạn với ông ấy thêm một đêm cho vui. Cảm ơn anh. Hình như cô là cô gái bán bánh phải không? Anh còn nhớ tôi sao? Quan trạng, bẩm quan trạng. Sao? Tôi đã dò hỏi khắp nơi, bên bờ sông này làm gì có Thiên Lý Gia Trang nào. Có khi nào ngài bị lừa không? Ngươi nói như vậy là sao? Ngươi đã tìm kỹ chưa? Nhiều khi họ thích sống ẩn dật. Dạ thì kinh thành này nhà giàu nào tôi cũng từng nghe qua. Dạ. Để mai tôi sẽ xem kỹ hơn những nhà bên kia sông à. Quan trạng à, ngươi còn phải lấy công chúa, không nên vì một cô gái thường dân mà hủy hoại sự nghiệp như vậy. Ngươi thì biết cái gì? Cô ta ở Thiên Lý Gia Trang lại ăn mặc như vậy, nhất định không phải gia đình tầm thường. Lấy công chúa thì ta cứ lấy, còn cô ta được làm vợ lẽ của ta, không phải cũng là phúc phần của cô ta hay sao? Gia đình không tầm thường mà phải đi bán bánh sao? Cô Sâm, tôi dọn giường sạch sẽ rồi,
Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi nha. Tôi ngủ ngay ở bên ngoài bờ sông. Có gì cô cứ kêu tôi ha. Anh Địa tốt bụng quá. Tôi biết lấy gì báo đáp. Cô đừng ngại. Cứ coi như đồng hương giúp đỡ nhau. Chẳng gì thì hồi xưa cô cũng giúp cho tôi ăn bánh mà không có lấy tiền. Anh định cứ sống thế này mãi sao? Anh không định bắt anh Thiên phải trả giá sao? Ban đầu ức quá, tôi cũng có ý định đó. Nhưng 3 tháng qua ở chung với ông lái đò, tôi học được nhiều điều nhân nghĩa lắm. Trách người bội bạc không bằng dành thời gian tự học, tự phấn đấu. Nếu anh Thiên có nhận tôi thì tôi cũng phải tự học hành. Ảnh cũng phải lo cho sự nghiệp của riêng ảnh chứ. Anh thật là biết nghĩ cho người khác. Thôi, cô ngủ đi cho sớm. Mai tôi sẽ đưa cô qua sông sớm để về nhà nha. Thôi chết rồi, mình hứa dậy sớm đưa cô Sâm qua sông kia mà. Đây là đâu mà lạ quá. Nhớ đêm qua mình ngủ ngoài bờ sông để cho cô bán bánh ngủ trong nhà mà. Bẩm chủ nhân, mời ngài đi rửa mặt rồi hẳn ra ngoài ạ. À. Hả? Cô gọi ta là chủ nhân sao? Dạ, mời chủ nhân vào rửa mặt ăn sáng trước đã. Phu nhân đã cho người nấu nhiều món mà chủ nhân thích ăn rồi. Không phụ lòng trời đất, thầy đồ và cha nuôi đã giúp cho con. Anh ở hiền thì gặp lành thôi mà. Cảm ơn em đã đến giúp cho anh. Anh nguyện cả đời này sẽ không phụ lòng em đâu. Được rồi, anh mau vào ăn sáng, còn đi mời anh Thiên nữa. Mời anh Thiên? Anh mau quên quá, sắp đến giỗ thầy rồi. Chẳng lẽ anh không mời anh Thiên về giỗ thầy hay sao? Mình đã đút cho các quan nhiều tiền như vậy, hy vọng sẽ có được một chức quan ở kinh thành. Nhưng mà nếu lấy được công chúa thì hy vọng công việc sẽ nhàn hơn. Thưa quan trạng, chuyện gì? Có một người ăn mặc sang trọng, trông không thua gì phú hộ họ Phạm, tới xin gặp ngài, nói là anh em kết nghĩa của ngài. Tên là Địa, ngươi có chắc hắn tên Địa không? Dạ. Mời hắn vào đây gặp ta. Không lẽ là cùng một người, tấm thiệp sang trọng như vậy, hắn có thể sao? Kính chào quan trạng. Dạ, em là Địa đây. Anh Thiên không nhận ra em sao? Có thật là Địa không? Anh không nhận ra em cũng phải. Em... À, em gặp được may mắn khi làm ăn, cho nên thay đổi một chút. Có vẻ em gặp may mắn hơn anh nhiều ha. À, dạ không, em đâu dám. Này, em đến trước là để chào hỏi anh, sau là có chút quà tặng anh, gọi là ra mắt. Thằng Địa kia, mày nghèo hèn như vậy, đi ăn cắp ở đâu đem tới đây có đúng không? Anh Thiên, em nghèo chứ em không hèn. Đây chỉ là chút quà mọn, em mong anh nhận cho. Quà sang, quà đẹp, không mọn. Kể anh nghe về công việc và cuộc sống lúc này ra làm sao? Cuộc sống bây giờ của em rất ấm áp, hạnh phúc. Hạnh phúc? Có sung túc không? Làm gì? Em xin phép chưa nói được à. Anh nhận quà là em đã vui rồi.
Nếu như anh muốn biết nhiều hơn về em thì xin mời anh tối nay đến nhà em chơi. Dù sao hôm nay cũng là ngày giỗ thầy của chúng ta. Nhờ thầy mà chúng ta mới có nơi ăn, có chốn ở, có chỗ học hành. Anh có nhớ không? Ngày giỗ thầy đó. Anh nhớ chứ. Công ơn thầy đã cưu mang dạy chữ cho chúng ta bao nhiêu năm trời. Anh vẫn luôn mang ơn thầy tự trong đáy lòng. Vậy tối nay anh đến nhà em đi. Chúng ta thắp cho thầy nén nhang rồi cùng ngồi hàn huyên chuyện cũ. Có được không? Anh cũng muốn lắm. Nhưng vợ phần làm quan danh giá, đương không đến nhà dân như vậy không phải phép. Nếu không phải là việc công để đến nhà dân thì ít nhất á cũng là hậu lễ. Hậu lễ là như thế nào ạ? Anh cứ nói đi, rồi em sẽ liệu. Em phải trải chiếu hoa, thắp đèn xông trầm hương suốt từ cổng nhà anh đến cổng nhà em là coi như lòng thành. Như vậy á thì anh không thể không tới, mà cũng không có ai dám dị nghị gì hết. Không làm được đúng không? Thôi bỏ đi, anh chỉ nói vậy thôi, không có áp lực gì em đâu. Không làm được á thì coi như em chưa có tới ha. Tiễn khách. Đũa mốc chồi mâm son, tưởng có quần áo đẹp quà tặng quý thì qua mắt được tao à. Trời. Bấm quan trạng, người làm sao vậy? Ngoài cổng đã thấy gì chưa? Dạ vẫn chưa à. Nhưng nếu vậy quan trạng đâu cần phải đi. Người ngốc lắm. Ta nói như vậy để thử xem hắn giàu có cỡ nào thôi. Ta rất là tò mò xem hắn thế nào. Quan trạng, xin mời ngài ra ngõ mà xem. Đẹp quá. Hả? Đẹp quá. Đẹp quá trời hả? Không phải đâu. Sao mày đẹp quá? Mình có đi không quan trạng? Đi, sợ gì mà không đi. Để con lấy đồ, đi theo quan trạng. Đi theo ta làm cái gì? Những việc riêng tư như vậy, ta muốn đi một mình. Cứ để con theo hầu, lỡ đâu có chuyện gì, con đỡ. Chuyện gì là chuyện gì? Tới nhà em của tao thôi mà, nó hiền như cục đất, biết làm hại ai. Vô trong lo việc đi. Cô nàng bán bánh xinh đẹp, ta đã tìm nàng khắp nơi. Thiên Lý Gia Trang là ở đâu? Nàng lừa ta có phải không? Tại thiếp chưa thấy chàng thật tâm tìm kiếm nên thiếp thoát ẩn thoát hiện vậy thôi. Nếu chàng thật sự có lòng sẽ biết được thiếp đang ở đâu. Đã đến rồi. Thật là vinh hạnh cho em quá. Đĩa, đương nhiên anh phải tới rồi. Không ngờ tư dinh của em đẹp quá trời quá đất à. Dạ, anh Thiên mau ngồi đi. Mau bày tiệc rượu ra. Mau bày tiệc rượu ra. Anh không ngờ những món quý giá như vậy, tưởng chỉ có ở trong cung vua thôi chứ. Dạ chưa hết đâu anh. Hôm nay xin hãy uống thử rượu chỉ có ở Thiên Lý Gia Trang của em. Thiên Lý Gia Trang? Đây là Thiên Lý Gia Trang? Nàng bán bánh xinh đẹp, sao nàng lại ở đây? Thiếp tên Sam, không phải tên bán bánh. Sao lúc nào đứng trước nàng ta cũng không làm chủ được bản thân? Ta tìm nàng mãi nhưng người hầu báo không có Thiên Lý Gia Trang. Ta hỏi nàng, sao nàng lại ở đây? Anh Thiên, anh biết vợ của em sao? Vợ em? Cổ là vợ em. Anh Thiên, em xin giới thiệu với anh, đây là Sâm, vợ của em. Em có được như ngày hôm nay cũng là nhờ cô ấy. Anh Thiên, anh Thiên. Anh Thiên, anh nhớ ngày xưa chúng ta thay nhau đi học đi làm không? Lúc đó chỉ toàn ăn khoai với bánh ít, bánh ú không à. Nhớ chứ.
Nhớ hồi đó em đổi cho anh bánh gai, vì anh thích bánh gai. Lại đổi khoai mật để em ăn khoai sùng. Anh thương em cũng là vì vậy. Em hy sinh cho anh quá nhiều đi à. Anh đừng nói vậy. Chúng ta đã thề trước trời, sướng khổ có nhau rồi kìa mà. Em thật sự đã hy sinh cho anh nhiều thứ. Chức quan này anh làm được cũng nhờ em. Giờ anh không cần nữa. Anh không được nói như vậy. Anh nói thiệt, anh không cần những thứ anh đang có nữa. Anh sẵn sàng đổi hết cho em. Đổi hết. Hả? Địa, anh nói nghiêm túc, anh nói thiệt. Anh lạnh lùng với em lúc trước á là để gom góp đổi cho em cuộc sống của anh. Như đã hứa với em từ trước đó. Em hãy lấy hết đi, lấy tất cả những gì anh đang có. Còn anh sẽ ở lại đây. Chúng ta đổi cuộc sống cho nhau, hả em? Anh biết anh đang nói gì không anh Thiên? Anh Địa, nếu anh Thiên đã có lòng như vậy thì mình hãy nghe lời anh ấy đi. Anh Thiên, anh nói với anh Địa có thật lòng không? Đương nhiên là thiệt. Anh sẵn lòng đổi tất cả những gì anh có, lấy những gì mà Địa có. Nhưng phải bao gồm cả nàng nữa. Nếu thật vậy, xin anh hãy làm một tờ giao ước ghi chép rõ ràng, để sau này anh Địa không thể thưa kiện được. Đúng, nàng nói rất đúng. Các người mau báo với người hầu của quan trạng đến đưa ngài về phủ, vì ngài ấy sai quá rồi. Không ngờ nàng là chủ nhân của Thiên Lý gia trang, sao lại còn đi bán bánh dạo kia chứ? Em chỉ muốn giả trang để xem người nào yêu thương em thật lòng, chứ không phải vì sự giàu sang của em thôi. Hay. Vậy giờ anh Thiên có muốn đi xem gia trang của em giàu có thế nào không? Được. Vậy thì ta sống sung sướng cả đời mà khỏi phải làm lụng gì cho mệt. Đổi chức quan để lấy nàng quả là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời ta. Đố anh bắt được em. Người đâu? Dạ, ngài gọi tôi. Ở đây là đâu? Đây là phủ Trạng Nguyên. Vậy là sao? Hôm qua hả? Vợ ta đâu? Anh Thiên đâu? Vợ ngài. Dạ bẩm ngài, phu nhân của ngài vừa mới về phủ. Mất rồi. Câu cá mà lại ngủ, đúng là cùi mà. Cái bọn cá này dặn co kéo lên mệt lắm. Bọn chúng đã cắn câu thì tự đi lên bờ luôn đây. Làm gì có chuyện dễ dàng vậy? Nói người phải nghĩ đến ta chứ. Người nói cái gì? Có nói gì đâu. Người đến đây định hỏi cưới hàng Nga chứ gì. Làm sao mà củi biết được? Sao không? Ai mà không vậy? Cứ vài ngày là có thêm một tên vô dụng ham chơi làm biếng đến đây hỏi cưới hằng Nga hả? Để răm rắp nghe lời ta. Mình thật thông minh, chỉ cần có đồ ăn dụ là bọn này sẽ... Các ngươi muốn ăn thì phải xếp hàng vào cho ta. Cái bọn thỏ ngu ngốc dám tấn công ta.
Người to con vậy mà bị bọn thỏ đè xẹp lép luôn. Bọn chúng giống như đội quân vậy, không nhìn thấy thì ai mà biết chúng là thỏ kia chứ. Tụi đó thông minh nhanh nhẹn dữ lắm, được huấn luyện để bảo vệ cung trăng mà. À, thì ra ngươi lừa ta. Bọn thỏ đã được huấn luyện rồi mà ngươi dám kêu tôi huấn luyện chúng nữa. Ê, đừng có tức giận. Bọn thỏ đó chỉ nghe lời của Hằng Nga thôi à. Nhưng mà nếu ngươi khiến chúng nghe lời ngươi thì chẳng phải là Hằng Nga sẽ khâm phục ngươi lắm hay sao? Đúng không? Ta không có thèm nghe ngươi nữa. Ta tự mình đi gặp Hằng Nga. Thôi, lần này ta nói thiệt nha. Cung điện của Hằng Nga nằm ở bên kia hồ, chỗ ta câu cá gốc kỳ đa đó. Có thiệt không? Ngươi muốn đến đó thì phải chạy trên mặt nước, băng qua cái hồ đến đó chứ. Đi trên mặt nước? Ngươi có đi được không mà đòi thách ta đi? Ngươi phải biết là nếu như ngươi không băng qua hồ thì chẳng còn cách nào khác đâu. Tất cả mọi thứ chìm vào lòng hồ sẽ rớt thẳng xuống trần gian tan tành mây khói. Ngươi nói thiệt không đó? Ừ. Vậy ta phải làm sao? Đây, ngươi hãy gặt lúa này, lấy rạ mà trải lên mặt hồ thì sẽ đi được trên nước thôi. Hả? Ta như vậy mà phải gặt lúa sao? Ta đã chỉ cách rồi, tự ngươi quyết định đi chứ. Ở cuối cánh đồng này có đầy đủ dụng cụ để ngươi gặt đó. Mau đi đi. Vậy sao ngươi không đi gặt cùng ta? Ta đâu có muốn lấy Hằng Nga đâu. Với lại thời gian trên cung trăng khác hẳn dưới trần. Ngươi không nhanh lên á thì ngươi sẽ già lũ khủ. Sợ là ngươi sẽ không kịp đưa Hằng Nga xuống trần đâu. Đi lẹ lên đi. Cha ơi, con mệt quá à. Anh hai, anh lên bờ nghỉ chút đi, lát em làm giúp cho. Ê, đau, cha, cua nó kẹp con. Đâu đâu, để cha gỡ ra cho. Anh hai, anh có sao không? Ê, cái con cua này cũng mạnh thiệt. Hơi sót xíu nhưng mà không sao. Chiều nay có món canh cua cho cả nhà cùng ăn. Đau. Chiều nay có món canh cua ăn rồi. Công nhận cứ giỏi thiệt á. Chưa gì đã nghỉ rồi. Ta phải nghỉ một lát đã. Mệt quá. Ngươi cũng giỏi thiệt ha. Giá mà dưới trần ngươi cũng chăm chỉ vậy thì đâu có đến nổi đâu. Trời, đương nhiên ta là nhân tài hiếm có, chẳng qua là ta chưa muốn ra tay thôi. Ngươi cứ để nhẹ một bó lên mặt hồ, cứ vậy khi nào mặt hồ đầy rã thì ngươi bước qua được rồi. Cỡ này chắc đủ bước đi rồi. Ý, ta đi được rồi. Thấy chưa, ta đâu có lừa ngươi đâu. Tụi ơi, mau giúp ta thả thêm rơm rạ xuống. Ngươi mau chạy đi, đừng đợi sẽ chết kịp đó. Tên người phàm kia, ai cho ngươi xả rác trên hồ của ta hả? Củi kêu tôi làm như vậy để đi trên mặt hồ tới gặp Hằng Nga mà. Không lý lẽ gì cả, trả lại cho người rác của ngươi đây. Bù nhìn rơm. Củi, ngươi lại lừa ta gặt lúa cho ngươi. Dân ơi dân à, cái hồ này á là gương soi trần thế, hễ cái gì mà rơi xuống là mờ gương á,
đều bị trừng phạt hết. Ngươi bị như vậy là nhẹ lắm rồi. Ngươi lại lừa ta. Với một kẻ háo thắng, kiêu căng, ham chơi biến làm như ngươi thì lao động một chút có hại gì đâu. Chẳng lẽ ngươi lừa em trai thì được, bắt nạt người khác thì được, còn không có ai làm được vậy với ngươi sao? Ta sẽ bắt ngươi và cho một trận. Đố ngươi bắt được ta. Đố ngươi bắt được ta đó. Đâu rồi? Có giỏi thì ra đây. Có giỏi thì tìm ta đây. Ta sẽ kiện ngươi. Được, kiện đi. Ta thách ngươi, kiện đi. Ở đâu cũng được, kể cả mặt trời ta cũng sợ. Ôi, chết. Tưởng ta không dám tới mặt trời kiện sao? Chờ đó, ta ước gặp được thần mặt trời. Lại bị ta lừa. Ngươi sẽ có một bài học nhớ đời thôi. Trời ơi, anh lo quá. Không biết anh Nhân hết giận mình chưa nữa. Cũng lâu rồi còn gì. Chắc anh ấy không nhớ gì nữa đâu. Vậy sao ảnh không đến đám cưới tụi mình? Cũng không nghe tin tức gì từ ảnh hết à? Thì mình cứ gọi ảnh xem sao. Dù sao hôm nay vợ chồng mình cũng đến để tạ lỗi và ra mắt ảnh mà. Anh Nhân ơi, anh Nhân, em là Hậu đây. Hai người tìm ai đây? Dạ thưa ông, đây là nhà anh trai của cháu. Vợ chồng cháu ghé thăm anh. Hai người không biết gì sao? Nhà này vắng chủ lâu rồi. Của cải trong nhà cũng đã bị trộm lấy hết sạch. Hả? Có thật không cụ? Vậy chủ nhà này đi đâu rồi ạ? Không ai biết cả. Chỉ trong một đêm mà nhà thành vô chủ. Bọn trộm tha hồ ra vào. Có người nói ông chủ chắc là bị hại rồi. Cũng có người nói ông ta muốn lấy hàng Nga nên lên cung trăng rồi. Ôi, vào sáng mà chi không biết. Anh đã linh cảm là có chuyện mà. Mình bình tĩnh đi. Cũng chưa chắc là anh hai gặp rắc rối mà. Trời ơi, nhưng mà anh đi đâu được kia chứ. Anh hai không có quen chịu nghèo khổ vất vả được đâu. Chẳng biết giờ này ảnh đang sao, đang ở đâu nữa. Không được, anh phải đi tìm anh hai. Lúc này anh càng phải bình tĩnh suy xét. Anh Nhân vẫn còn mấy viên ngọc ước mà. Nhưng mà lỡ ảnh đã hết ngọc ước mà lại đang vướng vào rắc rối thì sao? Ồ, vậy ra ngươi là người phàm bị cùi dụ dỗ lên cung trăng rồi bị lừa phải làm việc cho hắn sao? Dạ, thưa ngài. Vậy hắn đã dụ dỗ ngươi thế nào và làm cách nào để ngươi lên được cung trăng? Tôi có ngọc ước nên tôi đã lên được cung trăng. Hắn nói là nếu làm việc cho hắn, hắn sẽ chỉ cho tôi gặp được hàng Nga. À, nhưng mà ngươi có ngọc ước à? Từ đâu mà ngươi có? Tôi cứu một tiên nữ mắc nạn nên tôi được nàng ấy cho 7 điều ước. Tôi đã chia cho em trai tôi 3 điều. À, phải, ta đã nghe về việc này rồi. Được, tên cuối thật đáng giận. Nhưng hắn ở mặt trăng, ta chỉ cai quản mặt trời. Ta không thể cứ vậy mà qua đó đòi công bằng cho ngươi được. Thưa ngài, việc của tên cuội làm là gian dối, là mất đi oai nghiêm của thần linh. Ta hiểu. Như vậy đi, ta rất thích chơi cá cược. Nếu như ngươi cược thắng ta, thì ta sẽ có cớ để trừng trị tên cuội mà không mất lòng hằng Nga. Được không? Thưa ngài, được. Nghe ngươi có vẻ là người chăm chỉ làm ăn lại lương thiện. Ta muốn ngươi thì chạy với người của ta. Nếu ngươi thắng, ta sẽ đích thân đến cung trăng phân xử chuyện của ngươi. Thần mặt trời anh minh, thần mặt trời thật là anh minh. Nhưng nếu ngươi thua, ngươi sẽ phải nhận hình phạt của ta. Thế nào? Phạt gì cũng được, nhưng tiên nữ có phép mà. Lỡ họ dùng phép ăn gian thì sao tôi thắng nổi? Ta lấy danh dự mà hứa với ngươi, cuộc thi này là công bằng.
phải dùng đôi chân chạm trên đất để chạy, không được bay hay dùng phép thuật. Được, thưa thần mặt trời, tôi sẽ nhận cược. Được lắm. Hai người chỉ cần chạy từ đây đến kia, ai chạm vạch đích trước sẽ chiến thắng. Đường chạy rất ngắn, ai nhanh hơn thì thắng thôi. Các ngươi vào vị trí đi. Xuất phát. Tạ thánh chắc rồi. Sao? Ta không thấy cô bé tiên nữ này chạy. Thần đang lừa ta. Ta không lừa ngươi. Tiên nữ của ta có chạy, nhưng đây là tiên nữ tia nắng, không gì có thể nhanh hơn tia nắng. Ngài. Tên phàm nhân kiêu ngạo kia, ngươi đã biết tội chưa? Thưa ngài, tôi có tội gì? Chỉ vì ngươi ganh tị với em trai nên mới ngông cuồng đòi lấy Hằng Nga. Ngươi là kẻ chỉ muốn sống sung sướng mà không chịu bỏ công sức ra, khi giàu sang lại còn muốn hơn nữa. Không biết đâu là đủ. Loài người như ngươi chỉ đáng bị trừng phạt. Xin tha cho tôi. Xin tha cho tôi. Quá muộn rồi. Ta ghét nhất những kẻ lười biếng hợm hĩnh như ngươi. Ngươi còn sống chính là gánh nặng cho em trai ngươi, cho tất cả mọi người. Tôi biết lỗi rồi. Nếu được sống, tôi hứa sẽ trung thực, chăm chỉ, sẽ yêu thương em trai của bà. Nè, em đem theo mà ăn đi. Thôi, anh hai đem theo đi học, không thôi đói á. Cha đã chừa phần cho em rồi. Anh đi học không phải làm gì nhiều như em. Em ăn vô cho khỏe. Với lại á, anh ăn sáng còn dư, đem theo cũng đủ rồi. Cảm ơn anh hai. Thấu. Anh hai, anh mới đi học về hả? Em làm gì vậy? Đến phụ cho. Dạ, em đang cắt cỏ cho trâu. Anh đừng có đụng vào, dơ lắm. Vậy để anh cho nó ăn ha. Dạ cũng được. Ê kìa, cái con trâu này. Ê, mẹ, áo của tao đâu phải đồ ăn của mày. Buông ra. Có những việc dù hối tiếc cũng muộn mà. Hai đứa nói xem, đứa nào đánh thằng giáp u đầu? Dạ là con trai. Là con trai, con đánh thằng giáp. Không phải đâu cha, là con đánh nó. Anh Nhân càng mà không được. Không, là con đánh thằng giáp, nó dám chửi em Hậu. Cha ơi, con đánh thằng giáp đó cha, vì nó dám chê anh con. Hai đứa tranh nhau nhận tội hả? Vậy thì ra sân quỳ nhịn ăn tối. Nặng quá. Anh, sau này anh không để em nhận tội cho. Ăn vài cây là được, ăn tối rồi. Tao đánh thì tao chịu chứ có liên quan gì mày. Mày can tụi tao, còn bị nó đánh sưng chân nữa, mà đòi ăn đòn giùm. Anh em như thể tay chân, cùng nhau chịu chứ. Mai mốt tao học hành đỗ đạt ra làm quan á, tao sẽ cho mày sống sung sướng, không lo nghĩ gì hết. Đứa nào dám nói xấu anh em mình, tao sẽ phạt tù hết cho mày coi. Còn cười được à? Đứng thẳng giơ tay lên. Dạ, chị mong hai anh em con sống hòa thuận, giúp đỡ nhau, chăm chỉ làm việc thì cha nhắm mắt cũng an lòng. Cha đừng nói vậy mà cha. Cha sẽ khỏe lại mà cha. Nhưng à, con cố gắng học thành tài, sau này mới chăm sóc được cho em con, biết không? Dạ. Hậu, tuy con không thông minh nhanh nhạy bằng anh, nhưng con chăm chỉ, cần cù. Cả hai đều phải cố gắng học, cố gắng làm
để sau này có cây ăn cây mà. Mình ơi, anh Hậu ơi, anh làm gì mà thẫn thờ vậy? Anh nhớ lại chuyện ngày xưa hai anh em anh thương nhau. Giá mà anh hai thật sự rất tốt, anh ấy chỉ bị lòng tham che mờ lý trí. Sao anh có linh cảm không lành quá? Anh đừng lo, vì chúng ta đi tìm anh hai. Thôi em ở nhà đi, để anh đi tìm ảnh cho. Không biết giờ anh đang ở đâu nữa. Rồi lỡ đột nhiên ảnh về mà không có ai ở nhà thì sao? Tiên nữ! Anh Hậu, tôi đưa anh trai của anh về cho anh nè. Cái gì? Anh Nhân đây á? Sao anh ấy lại ra nông nổi này? Anh ấy đã lên cung trăng bị cụi dạy cho một bài học, nhưng anh ấy lại lên mặt trời tố cáo cụi. Thần mặt trời biết được anh ấy nói dối nên đã trừng phạt anh ấy. Thưa thiên nữ, anh ấy chết thật rồi sao? Anh hai ơi! Anh hai ơi! Xin thiên nữ nhân từ, người đã đưa xác anh Nhân về thì xin cũng giúp cho chúng tôi một lần nữa, xem có cách nào cho anh ấy được sống lại. Khó lắm, hắn đã dùng hết ngọc ước rồi. Giả lại ngọc ước? Tôi vẫn còn một viên. Lần trước anh Nhân để lại cho tôi một viên, nói là phòng khí bất trắc. Liệu có linh nghiệm không ạ? Ta không biết chắc, ngươi cứ thử xem sao. Cầu xin trời đất linh thiêng cho anh Nhân của con được sống lại. Ta ước anh Nhân được sống lại khỏe mạnh như trước. Anh hai! Anh ấy sống lại thật rồi. Đây là... là Hậu? Là em sao? Anh không nằm mơ đó chứ? Dạ không, anh hai vừa mới chết đi sống lại thiệt đó. Dạ, chính tiên nữ đây đã đưa anh trở về nhà. Thôi, các ngươi đã được đoàn tụ viên mãn rồi, thì ta cũng an lòng về trời đây. Dạ, tạ ơn tiên nữ. Nhờ có người và ngọc ước của người mà gia đình tôi có được như ngày hôm nay. Quan trọng là ngươi đã sử dụng những điều ước đúng đắn nên có được cuộc sống sung túc. Còn ngươi, ta hy vọng những điều ước sai lầm đã dạy cho ngươi một bài học. Ngươi hãy cố gắng sống tốt, đừng phí phạm điều ước của em trai ngươi đó. Tạ ơn tiên nữ đã chỉ bảo, tôi đã biết lỗi rồi. Từ nay tôi sẽ tu chí làm ăn, không dối trá, không tham lam, không cờ bạc nữa. Ta cũng mong như vậy, nếu không thần mặt trời sẽ không tha cho ngươi lần nữa đâu. Hậu, anh xin lỗi, anh tạ lỗi với em. Anh đã quá tệ bạc với em vì lòng tham lam và ích kỷ. Anh hứa sẽ học lại và tu chí làm ăn. Được như vậy em mừng lắm. Anh cứ ở nhà em và chuyên tâm học hành. Cha chúng ta ở trên trời nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ rất vui. Rồi, hai anh em còn nhiều dịp hàn huyên mà. Giờ chúng ta vào nhà thôi. Từ đó, Nhân tu chí học hành, xa rời bạn xấu, phụ giúp hai vợ chồng Hậu. Chẳng bao lâu, đậu kỳ thi hương và làm thầy đồ dạy học. Ít lâu sau, anh ta cũng cưới vợ và có căn nhà riêng của mình.